Chỉ một thao tác tìm kiếm homestay, villa, khách sạn Đà Lạt trên trang web cũng như các nền tảng mạng xã hội. Ngay lập tức, trước mắt bạn là vô vàn hình ảnh, thông tin đầy cuốn hút. Trong khi đó, vào dịp lễ, Đà Lạt thường được đồn thổi là khan hiếm phòng. Bởi vậy, càng thôi thúc du khách sẵn sàng bỏ tiền ra để đặt cọc phòng qua mạng trước kỳ nghỉ. Đặt phòng qua mạng, chuyện rất đổi bình thường, nhưng lại không bình thường khi thời gian qua đã có những bẫy dân ra. Bị đối xử như không vậy, ít du khách sợ bẫy khi đặt phòng qua mạng. Có hai dạng thức bị lừa khá phổ biến. Một là thực tế phòng lưu trú hoàn toàn khác xa với những gì đăng tải trên mạng xã hội lúc du khách đặt phòng qua mạng. Và hai là du khách bị lừa tiền. Bởi trong thực tế, đó chỉ là homestay, villa, khách sạn mượn danh chứ không có thực. Ông Phạm Ngọc Cương, một người kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch nhiều kinh nghiệm ở Đà Lạt. Khách sạn ở đường này này là người ta cho thuê, rất nhiều người thuê. Ví dụ như người thuê trước đã trả rồi, lại cho người khác tiếp tục thuê. Số điện thoại và số tài khoản của cái người thuê trước á, vẫn còn tồn tại. Mà cái người khách mà có cái địa chỉ đó đấy, thì lại liên hệ là với cái người chủ đó. Rất nhiều người bị mất tiền đấy. Năm ngoái, cơ quan chức năng ở thành phố Đà Lạt từng tiếp nhận tin phản ánh của du khách bị lừa khi đặt villa qua trang Booking Villa Đà Lạt. Kẻ lừa đảo sử dụng trang mạng xã hội có lượt tương tác cao để giăng bẫy. Du khách kiểm tra, dễ tin vào độ uy tín của trang mạng xã hội và sau đó chuyển ngay tiền đặt cọc. Cảm thấy mà không tin tưởng thì hãy điện thoại vào số điện thoại đường dây nóng của thành phố Đà Lạt hoặc là phòng văn hóa thông tin. Trong vòng 10 đến 15 phút, chúng tôi sẽ xác minh chủ của khách sạn đó có đúng không và du khách mới đặt cọc tiền vào. Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng 2023 sẽ diễn ra vào cuối tháng này, cùng đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Nguy cơ bẫy lừa đảo đặt phòng qua mạng rất dễ xảy ra. Và khuyến cáo được cơ quan chức năng nhắc đi nhắc lại là du khách liên lạc theo đường dây nóng thành phố Đà Lạt khi gặp phải những chuyện bất ổn trong chuyến du lịch.